Người Sài Gòn xưa có câu ăn quận 5, nằm quận 3, sao hoa quận nhất để nói lên những điểm đặc biệt của các quận ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo đó, quận 3 vẫn là một trong những địa điểm được lựa chọn đối với những người có nhu cầu sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá dự án Le Mans Luxury Apartment ở tại quận 3. Tôi là Tuấn Anh, đây là chương trình đánh giá dự án được thực hiện bởi bất động sản.com.vn. Dự án Le Mans của chúng ta có vị trí vô cùng đắc địa ở tại trung tâm quận 3, nằm trên hai mặt tiền đường, đó chính là Trương Định và Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hai con đường có mật độ dân cư đông đúc với hàng cây cổ thụ xanh ngát. Điều đặc biệt, chúng ta chỉ cần mất vài phút đi bộ có thể đến được Dinh Thống Nhất và cũng như là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh, công viên Tàu Đàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dự án của chúng ta. Điểm khác biệt, điều mà Tuấn Anh thích nhất ở tại dự án Le Mans này của chúng ta là chúng ta có một vườn treo khổng lồ với thác nước cao 60m. Nhờ vào vườn treo và thác nước cao 60m này sẽ giúp cho các cư dân sinh sống tại dự án Le Mans có được một nguồn không khí trong lành và rất là nhiều oxy. Và một điều đặc biệt nữa là nhờ vào vườn treo này thì nhiệt độ bên trong dự án Le Mans của chúng ta luôn thấp hơn so với không khí bên ngoài từ 2 cho đến 3 độ C. Ngoài khu vực vườn treo này thì dự án Le Mans cũng sẽ cung cấp rất là nhiều tiện ích dành cho cư dân của chúng ta như là khu tập gym, khu BBQ và khu vui chơi dành cho trẻ em. Tôi đang đứng tại tầng 25, điểm cao nhất của dự án Le Mans Luxury Apartment. Phía sau tôi đó chính là hồ bơi vô cực. Mà theo tôi được biết, không phải dự án nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trung tâm thành phố, người dân có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh như thế này. Và hiện nay tôi đang có mặt trên hành lang của căn hộ dự án Le Mans Luxury. Thì cảm giác của tôi khi mà đi trên dãy hành lang này đó là một cảm giác rất là rộng và thoáng. Và điều đặc biệt đó chính là tất cả các căn hộ ở đây được thiết kế là không nhìn vào nhau. Đây là một trong những thiết kế rất là thông minh của chủ đầu tư dành cho các cư dân của chúng ta. Và ngoài ra chúng ta hãy cùng tìm hiểu một căn hộ ở đây có những điều gì đặc biệt. Xin mời đi cùng tôi. Thưa các bạn, theo cảm nhận của Tuấn Anh, khi mà Tuấn Anh mới bước chân vào đây thì Tuấn Anh cảm nhận rằng đây là một trong những thiết kế bản cổ điển. Tất cả những trang thiết bị nội thất mà chủ đầu tư để sẵn đây thì chủ nhà chúng ta sẽ được nhận khi bàn giao căn hộ. Căn hộ có diện tích là 100m² với được thiết kế là 3 phòng ngủ, với tất cả mặt sàn của căn hộ đều được lót gỗ sồi tự nhiên. Nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm các phòng chức năng khác của căn hộ. Đối với căn hộ này chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, bao gồm 2 phòng ngủ nhỏ và 1 phòng ngủ master. Chúng ta hãy cùng đi vào tham quan phòng ngủ master trước nhé. Điều đầu tiên mà Tuấn Anh cảm nhận khi vào phòng ngủ master của chúng ta đó là không gian nó hơi nhỏ. Vì sao? Có thể là do thiết kế của cái giường này tạo nên một cái gì đó nó bề thế. Trong thời gian sắp tới mà chúng ta có những thiết kế hoặc là cũng có thể thay đổi về cái giường này thì Tuấn Anh nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ có một cái không gian rộng hơn trong phòng ngủ master của chúng ta. Nhưng một điều đặc biệt là chúng ta được đắp lại bởi gọi là phòng vệ sinh của phòng ngủ master. Đây là một trong những phòng vệ sinh mà Tuấn Anh cảm nhận rằng tạo nên một cái không gian thoải mái dành cho những gia chủ. Đối với phòng vệ sinh này thì Tuấn Anh nghĩ rằng không phải căn hộ cao cấp nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có được bồn tắm nằm như thế này. Tuy nhiên Tuấn Anh có lưu ý một điều, nếu mà sau này chúng ta có nhu cầu hoặc chúng ta có thời gian, chúng ta nên lắp thêm một màn rèm để ngăn cách giữa khoang tắm và khoang bên ngoài để tạo nên những cái không gian khô thoáng cho căn hộ của chúng ta, đặc biệt là phòng vệ sinh. Mặc dù căn hộ của chúng ta được thiết kế bán cổ điển nhưng có một số chi tiết lại rất là hiện đại như thế này. Đây cũng là một thiết kế mà tôi rất là thích trong căn hộ này của chúng ta. Chúng ta hãy cùng tham quan các phòng ngủ nhỏ trong căn hộ nhé. Một điều đặc biệt là tất cả các phòng ngủ đều có tầm quan sát rất là tốt với những cửa sổ rất là thoáng đãng. Và tất cả những căn hộ xung quanh đều có những tầng thấp nên tầm nhìn của căn hộ là một tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng. Nếu mà các anh chị có nhu cầu ngắm thoáng hoa trong những thời khắc chuyển mùa đón năm mới, chúng ta có thể ngắm trực tiếp qua vườn nhất ạ. Giữa hai phòng ngủ nhỏ của chúng ta lại có một cái khoảng trống giữa hai phòng ngủ. Điều này sẽ không tạo được cái không gian riêng tư giữa những người đang sinh sống giữa hai phòng ngủ của chúng ta. Tuy nhiên thì điều này hoàn toàn có thể khắc phục được trong những cái thay đổi sắp tới nếu mà các anh chị có nhu cầu. Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá một căn hộ của dự án Le Mans Luxury thì có giá
khoảng là 140 triệu một mét vuông, và chúng ta có rất là nhiều lựa chọn diện tích từ 72 mét vuông cho đến 120 mét vuông. Thì theo nghiên cứu thị trường của bất động sản.com.vn, xung quanh đây chúng ta còn có một số gọi là phân khúc liên quan các chị có thể tham khảo thêm. Đối với bản thân Phương Anh, tại một vị trí trung tâm quận 3 cùng với nhiều tiện ích mà dự án Le Mans Luxury cung cấp cho gia chủ, đây cũng là một mức giá chúng ta có thể xem xét. Tôi là Phương Anh, đây là chương trình đánh giá dự án được thực hiện bởi bất động sản.com.vn.